phần bình luận một tí xíu lúc đầu cho anh Văn Sông Hồ. Vâng, xin mời anh Sông. Cô ấy nhá. Em đi lấy cốc nước và đi đái đây. Anh Sông thì chưa vui vẻ. Prepare to make way. Who made you captain? It's pronounced admiral. Vâng, cuộc đấu với trận đấu ngay bây giờ thì OG họ đã smoke đi sớm rồi, có vào được ngay của đối phương. Điểm sâu qua đội hình của cả hai bên thì trận đấu này Miracle cầm cho mình trước, Dust May cầm cho mình Enchanted, Kuroki, Warlock, GH cầm cho mình Sun King, Matobaman, DK. Trong khi đó Gfly cầm cho mình Darkjo, Resolution cầm cho mình con Dead Prophet, Jerak, Earthspirit, S4 Power Rider và cuối cùng là Big Daddy. Big Daddy, sorry. Cầm cho mình con Lycan. Chỉ di chuyển vào để cắm mắt thôi và tất cả cũng đi về đến từ các thành viên về phía OG. Trận này OG họ dồn 3 boss xuống dồn chip lane xuống dưới boss để có thể đi vào vị trí của Miracle. Như vậy là chia rune đều thôi, không có gì bất ngờ xảy ra cả. Reso cầm Miracle buộc phải di chuyển lên trên top chăng? Chuyện đang phải di chuyển lên rồi. Vậy là có vẻ như dự đoán của tôi có vẻ chuẩn xác khá nhiều, nhưng mà chúng ta nhìn thấy là Reso cầm DP và Lycan chuẩn xác sẽ cầm ở đâu trên Michael tốt hơn. Cái sự đẳng cấp của những người chơi Lycan ấy, đó chính là sự micro được con chó. Nhưng bây giờ thì ở mid lăn bóng vào Arad. Bởi vì con chó ở thời điểm mid game và cuối game sẽ rất quan trọng, bởi vì nó có thể scout được map và so với những fast smoke đến từ đầu đọc của bên team đối phương. Nên cái điều đấy thì mình nghĩ rằng Reso rất khó, bởi vì anh không chơi những hero có khả năng micro, ít chơi. First Blood ở đâu đó, và tôi và thanh niên Lia Cam. Thanh niên Lia Cam luôn. Ở mid. Hay ok lắm. Vậy là được trên top thì GH đã giết được, cùng với sự hỗ trợ ra giết được cái mạng ở trên top. Và bây giờ dưới bot kèo này lại chọc tăng ở trên top rồi. Đầu tiên bị harass rất nhiều, khi mà không hề tăng mình chỉ 3 trước mà tăng lại tăng búp đam thể farm cơ. Dưới bot này đó là đấy, mạng tiếp theo. Liên tục lách cây. Rất lách hay. Rất hay. Và bây giờ thì Jerick. Những người đồng đội ấy, đấm nhau luôn. Không hề còn xoay nữa mà biết được điều này. 4 chấm. Có vẻ như tình huống rồi thì cũng có phần nào đó là dụ kèo, khi mà anh cầm trong 8 cái Magic Stick, 8 chạc. Nhưng mà dụ kèo thì cũng không nói là dụ kèo đúng, bởi vì dụ kèo thì chiêu thì phải còn, nhưng đáng tiếc rằng là chiêu anh lại không có, là cũng đã rất lâu. Phát đấy nếu mà gọi là chạy kịp về trụ và cũng phải nói rằng S cũng đánh rất hay kinh dung rồi. Thôi phát này cũng kỳ sẽ chết rồi, chắc chắn là như vậy luôn. Khi mà chấm dầu 2 chấm ở dưới 3 chấm nó sẽ chết. Chạy đâu được đây, có stick nhưng mà anh biết rằng mình bấm stick thì cũng không thể nào sống được, mua đồ trước thì chết thôi. Đánh rất khéo đến được S4. Còn ít thì cả cân thôi. Hai con này chẳng thể làm được gì nhau cả. Từ khi có cho mình level 6 đến từ Matubaman thì may ra. Đeo này ở mid thì bây giờ mid nó không phải là cuộc đấu solo 1-1 nữa. Gọi hiếm khi solo 1-1 rồi, có slow, sẽ có trọng tăn. Fly đã level 2 rồi nhưng không biết là Fly có tăng điểm bút bất tử không. Không có TP thôi, chắc Fly cũng không phải tăng bút bất tử đâu. Ủa tử sao anh làm gì? Đang quắng chảy cối giết GH. GH ngay tức né luôn. Không đủ rồi. Không đủ. Trong khi đó dưới bot Miracle hết xoay rồi, đá săn anh nhưng không đủ. Khi mà đã về được cái trụ. Bộ đôi này S4 và Jerick đang đè được hoàn toàn và gây được sự áp lực rất lớn lên Miracle, khi anh chỉ cần mất xoay cái là ngay tức sẽ gặp nguy hiểm luôn.
rất thổ báo và tự tin. Trong khi đó ở trên top này thì Ogre Lycan cũng đang gặp sự khó chịu ở đây. Ngặt tức bấm xoay luôn, bấm tích luôn, lan đi mà không thành công. Thế là sẽ phải làm xuống. Phát đấy mới gọi là bait. Miracle rất tính toán, anh giả vờ rằng mình rất ít máu và Drake cắn mồi, cắn thính luôn mà xong vẫn là cái bấm tích và xoay. Một kỳ bait đến phần phía của Miracle. Cuộc đời mẹ kiểu lên voi xuống chó, không ai biết trước được điều gì. Giống như các ông đang canh chat, đang bàn tán sau thằng băng xuống bàn đông rồi. Biết ngay. Theo optic đúng không? Biết ngay. Học stun. Cả hai carry trận này rất khổ. Nhưng mà ở phía dưới thì Miracle cầm cho mình chiếc nấc có vẻ dễ chịu hơn cái xoài của mình. Gần như đè top luôn. Đấy là cả hai team đều có hero hồi máu nha, giúp cho carry của mình đỡ khổ hơn một chút. Chúng ta nhìn thấy trên top Lycan 19-3, trong khi đó thì Enchant 24-6, sự hỗ trợ ra của con Creep. Và cùng đó sự hỗ trợ của Sandking, chưa kể rằng đó là đang có những con đệ nó hỗ trợ rất tốt. Như là lúc trước thì con đệ Kamezoko mà có cái aura hồi máu đó, và bây giờ thì thu phục con đệ Burn Mana để đốt và gây khó chịu cho Nautil rồi. Rất bực mình nhưng Nautil cũng chẳng biết làm gì cả. Chọc tan lên lại burn cái. Chào hỏi tí. Ở đây lăn vào. Đá stun hay không đây, Jerax đá stun level 2. Có thể sẽ đủ làm, chọc stun không kịp rồi. Là cũng không đủ để gọi sống được với bắt chọc stun vừa rồi. Nhưng Jerax có thể lăn bóng đi khoảng 3 giây nữa là sẽ sống rồi. Không chết được. Đang cuống cản. Không thành công với từ bên phía của Mai Cần Trân. Nhưng Jerax cũng rất tỉnh, không lăn thẳng mà quyết định là lăn chéo góc. Hồi máu phát nào. Máy đây. Ôi, đá stun không trúng rồi. Có nghe tiếng bú sai rồi, vậy bú sai từ của hai support. Di chuyển ra mid luôn, trong khi đó Sandking thì đang đi lên mid. Đang đi lên đồi. Không được, cũng đã được. Một pha rũ kèo đến từ Resolution hay không? Nhưng mà có vẻ như là Batum Daman cũng đã biết khi mà cả hai support của Ogre đều đã mid hết trên bản đồ. Matumama rất khéo, anh nhìn thấy tự dưng con DP được búp trái xoài, anh em tức anh rút lại luôn và anh lùi lại luôn. Nhưng bây giờ thì S4 cũng di chuyển ra mid luôn, họ gọi 4 người ra mid rồi từ bên phía của OG. Họ tính combat hay không, nhưng S4 mới chỉ ở level 5 thôi, chưa có chói. Và ngay lúc Miracle cũng thông báo là S4 đang missing, cùng với đó vị trí của cả Aspirant nữa. Và hai support bên phía của Liquid ngay tức gọi là bẻ lái ra mid để hỗ trợ và bảo kê. Đọc bài và sự di chuyển rất biết. Đang có slow nhưng đó chọc tan ra để giữ lại hết được của GH. Vậy mà chỉ harass đối phương mất rain drop thôi. Với đội hình của hai team như thế này thì ở đầu game chỉ farm và farm thôi. Nhiều cũng phải 2 hit đánh nữa đến từ Miracle cơ, nếu mà không crit time. Đầu theo dính một đồng. Không có form chó. Đầu theo không hề có form chó và đầu theo sẽ chết trong phát này, nhưng ở dưới boss Osprey cũng đã phải nằm xuống rồi. Quá đơn giản. Đá sẵn ra, đấm phát vào quyết luôn.
biết là Miracle không có ulti nên Jirax rất tự tin kiểu ở tao có đứng farm với mày làm gì tao nào. Bây giờ đang có smoke bot S4 vẫn chỉ level 5 thôi, chưa 6. Quyết định vòng mid là nhưng mà phải có 6 thì mới chói để kéo về chứ. Chứ cứ slow chạy sao giết được khi mà DK đang run hay giữa mà quý vị đang đứng gần trụ. Họ đang nghĩ gì vậy? Họ muốn băng trụ. Hồi máu có stun rồi và vị trí là của S4 nhưng mà vẩy ma là đủ làm, ok. Khi đó ở support trong stun vào vị trí của Earth, nhưng mà Miracle không đến, đá Earth, đá Skinny và bây giờ lăn vào vị trí của GH. Jirax rất tự tin. Nhưng cùng lúc này ở trên top thì Enchant đã đập được xong cho mình cái trụ 1 rồi và bây giờ thì đang giết trụ 2. Để cho Liquid ăn được 2 trụ và ngay lập tức là 4.000 vàng chênh lệch ngay. Hình như đang có sự chệch choạc đến từ các lane của OG. Họ chỉ giữ được lane mid thôi, trong khi đó thì lane top và lane bot họ đều thọt. Cho dù đã để mà họ đã pick được Bad Rider, một hero đi lane rất là mạnh, đi đối đầu với lại Juggernaut, nhưng mà bây giờ mới cũng có chỉ ở level 6 thôi. Rồi stun ra ngay để hỗ trợ nhưng mà Lycan đã oan sói rất nhiều đệ bay ra. Ở đây không có đốt, không có gì cả, đã cắm Senchi rồi và mạng của Sen King đã phải nằm xuống. Trụ ở mid của Liquid chỉ còn nửa cái máu thôi. Như vậy là họ quyết định combat chẳng. Miracle đang di chuyển đi bộ ra. Đã có slow đến từ Warlock. Miracle đang di chuyển bọc sau, xoay Fly thoát ra sau rồi. Không làm gì nhiều hơn khi mà Fly vẫn còn đó rất nhiều skill hồi máu và búp bất tử nữa. Bây giờ thì Liquid đang phải rút về. Rồi Enchant di chuyển ra, bắn rất thấm. Hit vừa rồi sao lại Enchant rất khỏe. Mind Control đã bắt đầu ném cả thế giới rồi. Combat mà mình cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải hồn cắt. Ai để chuyên gia phân tích nè. Cái pha đó là ông Miracle còn ông giữ đằng trước cho đi mẹ bọn kia đi về. Sau đó là nên trống. Trong bây giờ thì bố mày ném bên này, bố mày ném bên này, mày có chạy không con? Reso chỉ biết thôi được rồi, mày khỏe. Tao cũng thua mày. Bây giờ Liquid đã bắt đầu áp đảo còn đè được thời điểm. Bắt đầu vào mid game. Nghe quá rồi, thấy rồi. Cắm Senchi luôn để chát nhưng mà hơi gần. Xa chút thì được. Dây máu mà bây giờ chém luôn. Miracle chém hai phát quick cả hai. Silent ra và Miracle bẻ lái nghịch ngu từ bên phía của Miracle. Khi mà Silent là quá lâu từ bên phía của Resolution. Mặc dù chỉ một điểm thôi với 3 giây là đủ lâu để gọi là Silent tè bên phía của Sprint kéo quả Silent vào đá xăm. Một tên nghịch ngu và một gọi là một tên nghịch ngu và trả giá bằng mạng của mình đến từ bên phía của Miracle. Oh god, smoke. Cắn được trụ bot luôn khi mà Lycan đã mắc cho mình cái triệu 3 rồi. Bot đam cho chính mình và những hero mà mình control một ít. Có smoke vẫn còn đến từ bên phía Oreso và Fly. Nhưng Senchi vẫn còn đây đến từ bên phía của Liquid, nhưng mà cắm bóng đã mất smoke biết rằng ở đây có người rồi. Rồi, lăn vào Matubaman, stun luôn nhưng vẫn còn ulti. Bây giờ thì tính ra nhưng đó là Miracle giải cứu nguy với quả xoay này. Đấy là zone out đội hình bên phía của OG. Nếu phát đó không có Miracle thì tức ba sẽ chói và kéo về thôi. Thì lúc đó cũng sẽ khoảng trống mà cho No Tail dưới bot này để đẩy nhà và gây áp lực luôn. Book 3 là item hướng tới và hiển nhiên rồi. Cứ cắn vào cẩu rồi. Chọc stun.
Lăn bóng vào và Lycan hóa chó lên. Gerard nhưng anh được đứng quá sâu ở Gerard ơi. TP về nhà nhưng mà chú có Gerard rất kinh nghiệm kéo sát lần vào sân kinh để cho nó không chập tan, nhưng vẫn còn đó là anh tràn ném quá lâu và Gerard chấp nhận phải cái chết của mình rồi. Trời, rất bình tĩnh cái đường của Gerard luôn, với một người chơi kinh nghiệm của Spirit kéo Silent vào vị trí của Senking và sau đó bấm TP, nhưng Enchan nó ném thì phải gọi đau với quả ulti. Giờ hát sắp lên rồi. F4 cũng sắp goblin luôn. Những ai tầm quan trọng trong bát. Matamon anh cũng lên blink luôn. Ông The Duck cũng để quick buy là blink. Hay á. Mấy combat mà goblin là má say cam sướng luôn á. Mấy cò của Liquid đều xanh đều hết, nhưng mà xen giữa chính là cái cò của OG. Trận này vẫn tương đối là cân. Giờ hai team sẽ farm những cái blink thôi, để có thể đánh nhau được. Bap về goblin này nè, Senkin cũng goblin cùng lúc luôn. Giờ team nào smoke trước? Vậy lắm với này. Việc mà để mất quá nhiều trụ như ở thời điểm đầu game, OG đã khiến cho OG về khả năng farm và khả năng di chuyển của họ bị gò bó khá là nhiều. Tức là có thể thấy là họ gần như chỉ farm một nửa rừng của họ thôi. Vâng, rồi, smoke của quá rồi, họ biết rồi. Nhưng bây giờ Senchi được cắm ra, cả hai bên đều cắm Observe và cả Senchi nữa. Cô kỳ có cho mình ăn đi. Kéo sức lực ra luôn, kéo sức lực 3 người đá tâm 3. Chói vào vị trí của Gulop, họ biết là phải MY. Và bây giờ thì tầm này Gulop chưa chết, Gulop hết ult thì đập sẵn không kịp ulti. Gerard ơi, nếu mà win combat này, Gerard chính là MVP của cả combat anh đá săn và kéo sân 3 người. Và đúng như vậy, Gulop không kịp qua ulti khi anh bị dính cái chấm dầu slow và làm một cái turn red quay người là mất 1 giây luôn. Và chỉ có cái tiếng đập sẵn nhưng mà con Gulop không ra. Vẫn là Gerard với quả đá săn và Silent 3 người ở cái vị trí. Và đúng như gọi là gần như không thể chạy được, bây giờ thì GH chọc sạt đi, ừ, bây giờ máy đâu, Silent ra rồi, GH đang đi tìm nhưng có vẻ như hết đá. Ui, đá Rezo luôn, thì cậu hết đá, là đá đồng đội luôn. Tiếp tục hút, nhưng có vẻ như không được rồi, quá sâu và quá xa. Ulti Golem luôn, nhưng mà Gerard câu trả lời của anh đó, TP về nhà, Fly bấm bất tử TP. Chiều người, nhưng bây giờ thì trong tăng Rezo, phải TP 40 cái Fly. Vâng, và họ nhường mạng cho Miracle. Để ý một điều là Liquid ở trong giải đấu lần này họ rất hay bị thua ở những pha combat khu vực Roshan. Mình nhớ ở trận đấu với gì nhỉ? Với cả LGD họ cũng ở ngay từ trận đấu đầu tiên nhá, với LGD họ cũng để thua một pha combat và khiến cho tình thế trận đấu thay đổi hoàn toàn khi mà họ đang dẫn trước LGD rất là nhiều. Ở trận tương tự như trận đấu này cũng vậy, tuy là dẫn không nhiều nhưng mà thế trận của trận đấu hoàn toàn gần như là thay đổi luôn. Nó mở ra một cái lợi thế rất lớn dành cho OG. Bây giờ họ phải bắt được top. Hai người này bắt vào Enchant, tôi nghĩ là không. Thấy nhau thôi, chỉ gọi là chào hỏi tí. Chúng ta là thấy là có Mastic. Cái đồ trên người là của Lycan, nó chính là cái quyển hình book 3. Trông đẹp phết. Cũng kiểu là đúng cái quyền hình book 3 và trong hình Dota luôn. Ở dưới bot thì Miracle vẫn còn rất nghèo, phải có được cái Fury cơ. Họ quyết định aim vào vị trí của Lord Osprey nên chỉ mất khoảng tầm nửa hình máu của Gerard thôi, và sau đó anh lại chạy đi được. DP sẽ lên cho mình, đó là 12-2. Bây giờ thì các người chơi DP ở trong competitive nếu mà pick thì thường thường sẽ item chắc chắn co sẽ có gợi lốc và cái đĩa kháng hiệu ứng khi mà nó luôn liên tục là người bị aim. Foxstar vẫn còn tương đối xa, Blink lên chỉ phá quát mà thôi, được của Matsubaman.
Bay lửa rồi, có chéo, có kéo về trừ giáp ra là cần hòa chó cắn của Lofty bị ra trong San Keso. Nhưng không hề có Uzi, xa lần ra FP nhưng không có Blink đá, săn lại là chúng đôi. Triều Lách ơi, anh làm cái trò gì vậy mà bây giờ thì bay lửa GH sẽ bị vả chết mà thôi. Tiếp tục xa lần ra, bây giờ thì Mirko chỉ dám chạy. Bây giờ là xoay, cạnh biết rằng dùng Uzi chạy hiệu quả gì cả. Blink lên, Linh lại bật về được vào vị trí của Matsubama và buông chuột. Vận động viên ném nào đang cuồng ném, nhưng ném vào ai đây? Ulti là của Osprey và hết mana từ bên phía của Mirko, anh cũng phải nằm xuống triple kill cho Resolution. Và bây giờ thì sẽ team wide mà control. Còn Bambi đang chạy với bốn chân của mình thôi, bố đéo quan tâm đến mày lắm. Bố đập nhà từ bên phía của Nautil. Cái pha vừa thì rồi TP về và biết rằng là không ai có thể cancel đá xăm. Ừ, không kịp. Ok. Cái pha chơi vừa game rồi cái gì các bạn ơi. Mà Gerard đá. Vâng, trong lúc quan trọng và trong trận đấu quan trọng mà chúng ta thấy là Gerard đã thể hiện là đây là Earth Spirit của anh. Anh rất ít khi thể hiện Earth Spirit, một game có thể hiện thì vãi cả lìn thể hiện. Trận đấu quyết thắng mà. Không thắng là về nước. Cái pha lúc mà Miracle lùi lên cái trụ 3 thì Gerard cũng đã tuôn 2 trúng Encham và cả con Zac luôn, nên con Zac chạy về không được và chết. Nói chung là mỗi khi mà tôi muốn xem OG thì tôi chỉ muốn xem thằng Gerard nó chơi ớt thôi. Bởi vì thằng đấy nó chơi ớt là tôi thấy nó sai vãi lên rồi. Kể cả có OG có thua hay chăng nữa thì thằng Gerard nó vẫn làm được cái trò gọi là nó vẫn làm được highlight cho chính nó. Đấy, và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy đó là những cái trình độ của những người chơi Lycan khi mà họ liên tục để cho chó đi scout map, Radiant scan ra và bây giờ thì là cả hai cùng scan luôn. Chọc tàn nhưng mất hồi sinh phát này này. Bộ bất tử hay không này, có vẻ như không rồi, kệ, mất hồi sinh nhá, tử. Còn mạng nữa. Bây giờ sẽ counter nào đây, Fly đang đứng ở đây và họ biết rằng họ không nhào em được. Ulti của Long không trúng, Blink đi luôn. Đến từ bên phía West 4 né được và bây giờ bộ bất tử không kịp của Fly ơi. Anh làm cái trò gì vậy và bây giờ chính Lycan đã chết. Không, đừng combat phát này là sẽ là thua. OG hiểu và ngay cái họ né hết đi, nhưng bây giờ thì đá sắp đôi để quăng cứu Fly. Nhưng Gerard khả năng cao sẽ người nằm xuống hay không đây. Gerard đặt đá sâu không lần nữa rồi và Gerard sẽ phải chết. Cứu Fly anh sẽ phải là người hy sinh. Trong khi đó thì S4 đang cố gắng gọi là cản creep thôi. Không được, cái bút bất tử đến từ bên phía của Fly, anh có khoảng tầm gần 3 giây đồng hồ để chạy ra bút bất tử, nhưng vẫn không. Và thế là trụ 2 sẽ đổ xuống 12-1 và thế trận lại trở về cân bằng một đều. Nên quân không còn nữa. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Warlock sẽ lên cho mình đó là cái ơn 2, trong khi đó thì Dead Prophet này thì mình BKB. Có biết Du còn xem không Du? Hả? Du có xem không? Đang xem. Trận này khá là hay. BKB cục xúc nha. Nhiều quá bài. Miracle bây giờ lên Fury để farm bù kìa. Phải out farm bọn kia mới win được. Ngang đồ khó đánh quá. Ồ không. À Fury rồi, mà Linh Ken luôn. Cục sốt đấy. Các bạn thấy 9k farm không? 21 phút phay ra xa Fury. 22 phút chứ. Vẫn săn phải đái. Kéo này là kéo bó 1, đội đã thua sẽ bị loại luôn. Reso cũng sẽ BKB. Trong khi đó thì S4 đã có được Blink và Fox Tap rồi, có vẻ như đang lấy Reso làm mối bết. Nhưng hiện tại thì Jurek đang đứng ở mid một mình. Xa mà, hai team xa nhau mà, bây giờ chỉ có farm thôi, farm một đoạn nữa. Giờ DK phải có BKB mới đánh nhau được. Rất bây giờ cả, thực sự thì cả hai team đều cần BKB cho mình. Cả hai team đều cần một cái BKB. Miracle có vẻ như chơi rất chắc cú, nào là Manta, nào là Linken để có thể gọi là né các kiểu, để sợ là gọi là nếu mà nhanh tay thì lúc mà bắt Blink vào thì ngay tức bấm Manta luôn để gọi là làm cho nó bị mất nhịp. Trong khi đó thì Gerard đang đứng đợi chờ. Gerard có Blink. Kuroki. Kuroki chỉ chết thôi, ngay tức sẽ là mở cơ hội ngược lại cho bên phía của OG. Họ đứng trên đồi, họ có thể scout được và cắm quát là sẽ scout được. Đã thấy Kuroki rồi. Rồi, đấy rồi, Fogstaff lên, cơ hội đã mở ra. Một quả hồi máu combo khi mà đứng gần cạnh nhau rồi và hồi máu một cánh ngay tức
Mất Golem không có bát ở đâu, mất Golem sẽ rất khó có bát khi mà với quả Golem. Fortify thì vẫn sẽ phải đổ xuống, một cái Fortify không hiệu quả từ bên phía của Liquid. Blink, ui, cũng Blink về luôn, giật mình. Họ buộc phải Fortify để kéo thời gian, đợi Warlock thôi. Nếu không Fortify tình huống vừa rồi thì Black họ đặt lên vào. Nhưng hết đá stun rồi thôi mới. Họ cần có người, họ cần người ở đây rồi, Jack sẽ ulti ra, có thể đá về không đây, Jack đá stun ra, kéo dần về. S4 đang lên với cái chấm dầu của mình. Liệu bạn quăng ra và bật ngược lại, kéo đá được về vị trí của Lycan khi mà hóa chó này rồi. Tổ phục con đệ, con trình Epicenter đổ ra, Brilliant của Matsubaman nhưng không cứu được rồi. Cứu quá muộn nhưng mà Wolof đã lên, Silent là được một người Wolof. Ui Wolof cũng bị Silent luôn, what the fuck. Kuroki đã bị quả sân lưới, không tôi không biết là quả sân sân của ai, hình như là của Reso. Và bây giờ thì Matsubaman lại bị slow tiếp. Jack thì đang đợi chờ điều gì đó, có phải anh đang tìm người làm sau cơ mà Jack đúng như vậy. Đá săn Wolof luôn, Kuroki không chạy được tiếp. Và đó là 4 mạng người chết tiếp đến từ bên phía của Liquid. Thôi, sao? Mất thêm một trụ nữa. Rosa thì không biết là có chưa, nhưng mà khi mà DK nó chết thì nó sẽ mất farm rồng, dù nó có ra nó cũng không còn farm rồng đánh nhau nữa. Liquid mất cái team mình nó hơi phụ thuộc vào anh Ti một tí. Warlock và DK. Thôi rồi Lượm ơi, đép đi Lượm ơi, còn gì nữa mà đép nữa. Còn đép bây giờ thì mở mà ra nhưng Warlock vẫn còn ulti, nhưng Epicenter thì không còn nữa. Mà nó cắn quá đau rồi và sẽ cái trụ này phải đổ xuống rồi. Nhưng quan trọng đó là DK không có farm rồng, họ quyết combo luôn. Mình nghĩ nên gì vậy? Ôi, không biết có chó như đó, kéo ra được quá lắm. Thế điều gì mà trên anh ơi đập tâm. Nhưng mà quá muộn rồi khi chắc đã chết. Và bây giờ thì Zone đang ở vị trí của Lycan trôn đằng sau thì đó là vị trí của Lycan và cả Bad Rider. West 4 nó phải nằm xuống, bây giờ thì đó là vị trí của Resolution, mạng đã hết. Mà bay về bị slow đến của Kuroki. Nó sẽ lần ra được đôi người, nhưng Resolution biết chạy đâu rồi. Khi bị slow quá nhiều, Jerry đang đứng ngoài để nhìn có thể tính tế gì không hay không. Vậy là bỏ đi, kệ. Phải làm chảy cối, nhưng mà tôi nghĩ rằng Reso không thể có thể chạy được rồi, kệ thôi. NK hết mà nè. Bỏ nhau. Không chọi được. Tài lần ra, vả rồi. Reso sẽ phải chết ở đây. Đá tắt. Thôi được rồi. Rồi chết thì mẹ phát đấy mà thì mẹ đá tắt 3 người mà gì thì mẹ thằng Reso đó chạy được thì thôi thì mẹ chết rách thành thánh với mẹ rồi. Mà gì mẹ thua mẹ luôn mất. Tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ là OG họ hơi tham khi muốn ăn rack của Liquid. Mà Lycan đã không còn sói nữa thì lượng dam lưu vào các cái role của Liquid sẽ là còn rất là nhỏ, chỉ phụ thuộc vào ma của anti của Death Prophet mà thôi. Bây giờ Lycan đã ra rồi, Bad Rider cũng hồi sinh. Trong khi đó thì Jack vẫn chưa đến nơi. Bây giờ Jack mới đến thì Lycan cũng đã ra. Dí ơn đầu của GH để không cho Blink rất khôn khéo của Jack. Biết được ăn Roshan rồi và có bắt Roshan là một con bắt rất khó ở đây, trừ giáp ra trước của bài với cung tỉ của mình. Roshan còn hơn nửa bình máu, S4 có bay lừa. Nào bay không đây. Giáp trừ rất nhiều rồi, bắt đầu âm giáp lăn vào luôn của Jerox. Đá săn ra và bây giờ thì Blink cho kéo vào vị trí của DK. BKB bấm lên một con trồn, cung tỉ của Chắc Năng và đó Jerox chết đi sinh Epicenter. Zona Fly phúc gửi cho bản thân. Không có TP vậy Fly thì sẽ chết thôi, nhưng mà đằng sau thì đó là Miracle cần có cho mình một tí máu đẹp rồi. Rosa này sẽ thuộc về cho bên phía của team Liquid Black ra của Jerox. What nhạc xong rồi Black đẹp gì anh ơi. Lycan thì đéo có chó và Nautil đứng ở một cái vị trí lỗi. Nautil chọc tan stun đè vẫn hồi nó brand được Forstap đi để cứu được bên phía West 4. Gì ơ đá stun ra là đôi người đến bên phía của Jerox đang có xoay như Miracle ulti nữa. Miracle được bấm mở màn và quẩy chết được vị trí của Senkin, nhưng Nautil thì không còn gì nữa cả. Nautil đang cuống rúc nhưng không thành công. Đằng sau là chính Matsubaman đá lên, đá S4 lên để quẩy lửa được, thổi lửa phê bấm BKB quẩy ngược của Matsubaman, nhưng mà ma cắn quá đau rồi chứ Black. Nhưng đằng này thì vị trí của Mike Control anh chạy đâu rồi, chưa giáp ra, đang có hút slow chấm slow bè của Fly và chắc chắn là Mike Control cũng sẽ chết triple kill cho Resolution. 2 đổi 3 cho bên phía của OG 19-20. Một cái combat mà OG Nautil, chính là Nautil đã hoàn thành tốt vị trí carry Chimel khi mà đã dắt được Miracle ra xa, rất là xa cho team nó lùa mấy thằng còn lại. File recap lên thì hai team này lượng vàng và XP thì chênh lệch thôi, thì ngang bằng thôi, không
chênh lệch. Lượng đam đi ra cũng vậy. Cả hai team. Bùa hẳn gãy lốc luôn. Trong khi đó thì Dazzle cũng tương đối giàu, một cả hai tiền và bây giờ thì có mở smoke lên di chuyển lên trên top. Lycan, ui, no no, không quyết, quyết không lên BKB luôn. Quyết không lên BKB, quyết đó là AC. Ok, thôi thì cũng được, anh cũng biết được rằng đó là chỉ gọi là ulti cũng xuyên BKB đấy, nhưng mà quan trọng là có hai cái stun, mà bị ăn cái stun thì coi như vỡ mồm luôn. Nhưng anh vẫn thể cố đéo lên, bây giờ thì đúc thẳng AC. Kiểu thấy rằng đó là đam vật lý thôi, nên thôi thì BKB làm đéo gì. Lên AC nó giáp, giáp trầu tao lại sống. Bây giờ thì sẽ phải tìm quỳ về rồi. Network thì cứ nhảy qua nhảy lại và bây giờ đang nhìn hơn khoảng gần 3k cho Liquid. Kinh nghiệm thì về bằng không luôn. Sẽ phải TP về. Gọi là cả hai đều gây áp lực như nào. Có scan nào của đài họ và họ biết rằng Liquid đang chạy về rồi. Ôi rồi, đâu theo anh. Ok, hoa chó chạy được rồi. Chó sắp sân. Hay không được, không được. Linh được sân nữa. Nhưng mà không đủ Epicenter luôn. Đủ rồi, rồi. Là Epicenter thì đủ. Rõ ràng là có scan ở trong rừng rồi nhưng mà đâu theo lại quyết đi về bằng đường đấy cơ. Hơi khó hiểu chút. Bao nhiêu đường mà không về. Hai bên đang chứng tỏ rằng họ đều muốn đi tiếp. Combat thì gọi là mãn nhãn đi. Mà tầm sẽ lên AC để có thể chịu được cái lượng đam vật lý đến từ bên phía của những con ma cũng như là Lycan. GH gần xong cho mình được cái Fox Staff rồi. Bắt đầu có những ai tầm siết trong combat này. Cái combat này rất là dài. Lốc lên, tôi nghe tiếng lốc của ai đó. Ôi không, chỉ là gọi lốc dạ dồ thôi. Nó lại chạy về. Thính thôi. Chỉ là thính thôi. Ngày mai thì nếu mình nhớ không nhầm là ngày mai sẽ ngày được nghỉ. Ngày nghỉ của bây giờ này. Để thể setup main event. Còn DB là xì vào. Cần thêm đam vật lý. Chào quá. DP không lên cái đĩa kháng gì. Tụi mày đâu sao? Đâu có nút mạnh đâu. Nó BKB là xong mà. Nhưng phải hiểu là quan trọng là có kịp BKB hay không. Đấy là điều quan trọng. Mà thấy Dazzle đánh DB khá là kỹ. Fox Staff lên trong sân. Jerex đớt ulti luôn của ớt. Mày xiết đi. Ôi xiết được. Ôi đi mẹ phát đấy mà nó để nó phát đấy mà Jerex thoát được ý. Thì thôi mẹ chắc là Liquid cũng tiếc lắm đấy. Khi mà chắc nó dùng cả quả ulti mình Jerex lăn đi. Gọi là trên đường lăn thì cũng hết ulti của Jack luôn. Và anh lăn vào trong Rosa Pit. Nhưng may mắn là DK vẫn còn nói về cái Blink của mình. Blink còn thổi lửa luôn. Hơi giật mình nhưng phát đấy có Blink còn trò kéo về được, chẳng sẵn là không trúng. Silent ra buộc phải bấm BKB, nước mai control thì không được, anh đang bị trừ giáp mà Lycan đang cắn. Năm thằng đang dí theo, nhưng mà đéo con tóc. Đéo con tóc để cắn cái gì mẹ, buồn cười nha mày. Rồi nhưng bây giờ hết, thôi giờ hết BKB thì chết rồi. Cũng giấy quả đó, không thay slot cái stick. Mà thay sót câu giờ B. Dám ba giấy vệ sinh. Ồ, lên Ken rồi. Lên Butterfly luôn. Hồi hộp bay, má chậm này đánh hồi hộp cái đấy. À. Chứ như là tại vì mình có bét á, nó hồi hộp hay là không, thật là dây đất nó đánh nổi da gà quá. Nó đánh như kiểu cân tim vậy á. Hồi nãy mình mới bảo là OG là cái thể loại team mà 4 thằng cover cho 1 thằng, xong mà bây giờ thằng dây đất nó xiết. Xiết giá man luôn. Dám ban ở Spirit. Hai mốt luôn. Chó scout được sai rồi. Giết chó luôn này. Thịt chó này.
gì chứ. Ô giờ không có con nào là được divide. Thật ra là cái divide là cái tầm mà con nào lên cũng được, nó quan trọng không lên hay không rồi. Ai tầm cộng đam thì con nào chả lên được. Bây giờ có vẻ như sẽ là lên trượng xanh để chói hai người nếu mà đứng cạnh nhau. Đến từ bên phía của S4, trong khi đó thì với Senking đó phải lên một trong những cái gậy lốc để có thể giải cái Shadon ra. Network cứ nhảy đi nhảy lại và kinh nghiệm cũng như vậy. Jack cũng đã có cho mình Lincoln rồi, rất chắc chắn nó không thể nào có thể chói và gọi là bắt vào vị trí của Miracle ở đây. Manta và Lincoln quá khó để bắt được anh. Scout được vị trí của Kuroki cho chó đi theo luôn. Kuroki sẽ bị tóm đây, chắc chắn là như vậy rồi. Khi bay lửa lên Blink chói với cái rune haze này, Kuroki sẽ chết. Không cần chói luôn. Khi nhận thấy rằng Kuroki đang đi một cái đường quá dễ để đoán được, với con Lycan đã scout được map. Ơ kìa, Michael trốn rồi. Ôi anh ơi, là anh đá luôn rồi. Ủa ôi, đá S4 về để anh có thể gọi là di chuyển nhanh hơn nữa. Bấm BKB buộc phải bấm, nhưng bây giờ có ma cắn mà như hồi máu có lẽ là đủ. Mặc dù nó bị trừ giáp, buộc phải bấm BKB thôi. Bây giờ Liquid không có Warlock và không có BKB cho Enchant trong vòng 30 mấy giây nữa. Hơi chua. Nhưng mà cũng không đẩy được, bây giờ cũng không đẩy được. Và Dead Prophet hết ma rồi. À, Roshan sao? Roshan có chưa? Họ sợ rằng đang smoke trên đồi đến từ của OG, Liquid Scan thì không phải. Roshan thì hiển nhiên là chưa có rồi. Sắp có rồi. Lycan, chó Lycan lại scout được map. Matsubaman cũng sẽ lên mình AC rồi. Còn với S4, con đường lên trượng xanh cách cho anh khoảng tầm 200, đúng là cục point booster luôn. Bây giờ nếu anh hiện ra anh sẽ vỡ mồm với Miracle này. Blink đi luôn. Earthspread ở dưới bot, Jarek vẫn đang cố gắng gây áp lực và cố gắng đẩy vào bắt bên phía của Liquid phải có một người về đẹp. Qua đó tạo cái khoảng trống cho Lycan có thể farm một thêm đồ. Jarek đã có được Fox rồi. Lycan scout được vị trí của Matsubaman. Bay lửa lên, vẫn như ở đây, họ cũng scout được ngược lại luôn, cả hai đều hiểu lẫn nhau. Stun được vào S4 rồi và ném đi, hai ném và ngập tức S4 vỡ mồm luôn. Counter command, gọi là counter gank đến được bên phía của Liquid, và bây giờ thì S4 hết bay lửa. Đẩy vào và có thể sẽ bắt buyback ra cho phát này đến từ bên phía của S4, đúng như vậy. Thủ phục được cái con gọi là con chó sói lại cần, nhưng mà ngay cả súng hút để cướp lại rồi, dậm stun vào vị trí của Miracle, nhưng Miracle bất Manta và ngay tức đó, à nhà bất định ngay tức bấm Manta luôn. Đi phù có sơ vào vị trí của con gớt, có chói rồi kéo. Ôn điên của Hulk giữ luôn, nhưng mà hơi muộn màng một chút rồi, có stun đè đá stun ra, và bây giờ thì chắc chắn Gua sẽ chết rồi. Game mất kèm một BKB để có thể nhận được game đến được không ai cần tồn. Anh lao anh nhặt, anh lao anh nhặt, anh nhặt thì anh chết mẹ rồi ở trong đấy, anh hài lắm thì mẹ lao vào nhặt game thì chịu mày. Nó đi what the fuck bro, rồi đập chết mẹ rồi, ai bay. Ở đây thì đó là vị trí của Matsubama, nó hết BKB rồi. Liên bạn được ném ra, quăng vào đá stun. Hết mẹ mana, ai bay, hết mẹ mana. Đùa. Matsubaman cũng có vẻ như tắc kèo khi mà stun vào vị trí của Osprey, sợ rằng đó là Jarek sẽ đá stun vào cancel TP của Jarek. Và đó khi mà F4 kéo được con Senkin vô thì nguyên team Liquid hung hãn lao lên, nhưng mà với tình huống như là Fog Tap đúng không? Fog Tap 4 vào hay sao ấy? Thế là không bắt được và Senkin vẫn chết ở trong. Kết quả là Liquid hợp mất 3 người luôn. Pha đó hình như là DK Matsubaman tun được con Bad Rider rồi, nhưng mà bị phọt vô trong một pha. Thế là cầm xong. Chi, cầm hồi sinh. BKB trận này phải bấm đúng lúc, nếu không thì sẽ là thảm họa. Ồ, vậy là qua đó là Zerak phọt F4 vô trong. Hãy bay. Zerak thì bây giờ có lẽ theo tôi sẽ là lên trượng xanh sẽ là tốt trận này. Trượng xanh rất tốt trong trận đấu này cho Jarek, có thể cứu người hoặc ngay tức có thể blink vào khóa đá một thằng đá nó ra và lẩu nó luôn. À, giải bần nông ở rộng rồi anh em ơi.
Có chói, có kéo nhưng Natuk bị chọc săn ra. Fox Sap lần thứ hai kéo ra được ở ngoài rồi, và đó là Wok xa lần ra nên tâm lý với một chiến loại. Wok chết nhưng Wok không có gọi là hội, gọi là cái gì ạ, ulti cũng chẳng có được vấn đề gì cả. Rồi xong nhà, đã xong trụ và bây giờ thì vẫn còn đó là con Book và cũng đó là cái ma, con ma vẫn còn fortify cầu thời gian, ma vẫn còn đủ thời gian để cắn nát cái rack này đến từ bên phía của OG. Xong rack của họ sẽ chạy về thôi, một hit nữa rồi xong đi về. Hội giải tán vì họ đến đây để kết thúc, đi về thôi, về về về. Hết vui thế đủ rồi, quẩy. BKB sẽ ăn tầm tiếp theo rồi, đúng như vậy rồi, mẹ chảy cối không lên BKB thì sẽ vỡ mồm mất. Tôi muốn xem trận này, bây giờ tôi chủ yếu là tôi xem J-Rack lên gì. Ôi, J-Rack không phải chữ xanh nuôi fire luôn. Quái tâm của Jack lại, hoặc là quái tâm của vị trí của con DK. Những con kiểu có BKB khóa lại cái nó sẽ ngu địt luôn. Như kiểu Enchant vậy, không có BKB lúc rất dễ với việc lực nào phép dồn ra. Tôi sẽ xem player perspective của thanh niên Spirit thôi. Ba k tiền cho J-Rack rồi. Nullifier không còn quá xa, mặc dù là một item xa xỉ. Radiant's bottom shrine is under attack. Radiant's bottom shrine has fallen. Splish splash. Invalon. Invisibility. Trận này khó thở quá vậy. Network bây giờ lại tụt về bằng không luôn. Kinh nghiệm lại vọt xuống cho bên phía của là OG với 6k. Jacknut của Jacknut không để cục 1k1 cộng máu một chút siêu máu lên à? Mà để ở backpack chứ kìa. Cho creep, cho đệ ra mid cắn nhà. Có sao rồi. Nhưng có Sentry mở ma ra. Đang có smoke S4 để bay lửa và chói một thằng, nhưng ở cái vị trí xa như này rất khó. Họ đang cuống đi tìm Kroki. Kroki biết được điều này, anh nấp rất sâu luôn. Nhưng anh chỉ cần lộ ra thôi anh sẽ chết. Bay lửa lên rồi, thấy Kroki. Đúng như vậy, họ em mà Kroki hát luôn vào đầu vị trí của S4. Nhưng nó xa lần ra, liên tục xa lần đè. Nhưng đó vị trí của DP đã chết. Jack dồn làm quá nhanh chóng, trong khi đó nâu thêu vẫn đang cuống chảy cuối. Cắn vào nâu thêu, cắn xong thì nâu thêu quỳ luôn. S4 bây giờ thì cũng chết mà thôi, hồi sinh ra của Lycan. Nhưng mà hai cỏ của anh đã chết, TP về nhà. Ơ, thế thì nó lại được kìa. Cái pha đó là cái stun của DK bay không kịp. Một giây nữa thôi là stun trúng và kiểm soát TP. Cái cục stun nó bay ra rồi mà không chạm vào được. May vậy. Pha đó rõ ràng là Senkin của GH chờ đúng lúc mà bắt Rider nó nhảy vào cùng với con ma đúng không? Hay là, với con Earth Spirit là stun đôi luôn. Ngắt nhịp combat ngay đúng chỗ đó. J-Rack, ôi, blink nhanh, cực kỳ nhanh tay ấy, nãy quả chọc săn vừa rồi là của GH. J-Rack, anh đang tính cắt creep đấy. Tôi nhìn cái kiểu này là cái kiểu đang muốn cắt creep ở đây. Nhưng họ cũng đang biết được điều này khi mà Liquid có quát ở trên đồi. Họ nhìn ở khu vực này và ngay trước J-Rack bẻ lái té ngay. Không có back ra và sẽ là J-Rack thôi. Blink có stun được vào vị trí của ma, của bên đầu thuyền, đầu thuyền có được cho mình cái BKB rồi. Và cái BKB 10 giây sẽ cứu cho anh. Phải giờ mới xem tàu rồi. Chắc sẽ nhả Rack thôi, sẽ phải nhả Rack và Death Rack ở dưới. Sẽ nhả Rack mid, gọi là coi như hòa Rack với nhau. Sẽ đẩy top không? Có phải như là không khi mà DP cũng mới bắt đầu đang hồi sinh ra, hồi lùi về. Dire's top shrine is under attack. Bloodthorn sự lựa chọn cho vị trí của Lycan. Trong khi đó thì J-Rack, tôi muốn xem anh đã có nuôi fire chưa. 5.000 tiền rồi, đủ để lên được nuôi fire. Nhưng J-Rack đang giữ tiền bài bách trước đã. 5k tiền cho một hero support. Đang có smoke của họ bắt đầu di chuyển xuống cái bot. Họ sẽ gặp ai trước? Fly Fly hay S4 đây? Thấy rồi, và Fly sẽ người đầu tiên.
Nhưng Fly không phải là đối tượng, quá ulti luôn vào thẳng vào đầu của S4, có vẻ như thủ thủ S4 này chắc ulti luôn, nhưng đó là lúc 25 giây né được một phần đó lượng đàm thôi. Bây giờ Max đã đá săn là ba người và cũng phải nằm xuống, nhưng bây giờ chưa đủ lượng. Trọng tài này của DP đứng một mình, cô đơn lẻ bóng ở đây, bất tử được. Nhưng mà quá khó, DP không còn đàm nữa, không còn gì cả. DP đứng giữa hình ảnh không hề có hút máu thì DP cũng sẽ chết rồi. Là cũng đã phải nằm xuống rồi và đó ba người chết và không hề có một buyback nào cả. Liquid lật kèo, trong đó thì Jirek tung cả ulti để clear creep của giữa bot này và bắt một ai đó có thể về nhà. Nhưng có lẽ là không đủ khi đó là ba con không hề một buyback nào cả đến từ bên phía của OG. Nếu mà Liquid biết được điều này thì họ sẽ end game tại đây luôn. Họ sẽ đi vào và họ sẽ biết được là OG không buyback. Họ kém nhà, họ biết rồi. Bây giờ họ biết rồi, họ hiểu rồi. Họ hiểu vấn đề ngay tức đó là Kuroki ra lệnh bấm thẳng đập thẳng nhà luôn. Bó tay, gì. Liquid giành được chiến thắng sau đúng một pha có 3 đợt, 3 đợt, 3 đợt ra cũng không giải quyết được vấn đề gì bởi vì hai con còn lại không có đam. Spread không hề có gì cả, BKB bấm lên của Trang vãi luôn. Support BKB, cái gì chị kéo được Miracle vào trong giếng để có thể bắn nhưng mà giếng bắn không đủ. Đập tung ra bắt đầu của Jirek, chém ba hit bất tử cho Jirek luôn, đá săn đang quáng làm mọi thứ bên phía của Jirek, nhưng mà Enchan không quan tâm lắm, ném nhà và GG nữa, gọi cho OG họ chấm dứt nhà vô địch Major một lần nữa lỡ hẹn. Và Liquid sẽ người đi tiếp vào tới main event của giải đấu Major. Thấy chưa, các ông thấy chưa, các ông thấy gì chưa? Nghe bảo tiền lại về. nghe chú Tây nói cái gì mà OG 4 lần vô địch cái gì đó, tiền lại về là tiền lại về tiền lại về.